Bức tranh đắt giá nhất thế giới được trưng bày tại Thụy Sĩ, tin từ Thụy Sĩ. Mới đây thì bảo tàng Foundation Valier của Thụy Sĩ đã tổ chức trưng bày một tác phẩm đặc biệt, một bức tranh mà các chuyên gia nghệ thuật cho là có mức giá bán ra đắt nhất từ trước cho tới nay. Vào ngày hôm thứ Bảy tuần trước thì bức tranh vẽ hai người phụ nữ Tahiti của Paul Gauguin, một danh họa người Pháp, đã phá kỷ lục dành cho tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất với mức giá là 300 triệu Mỹ Kim. Thông tin chi tiết về cuộc mua bán này hiện vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, có một số báo cáo cho rằng bức tranh đã được mua lại bởi một bảo tàng ở Qatar. Bức tranh nói trên có tên là When Will You Marry và được Gauguin vẽ vào năm 1982, nhưng chuyến thăm đầu tiên của ông đến Tahiti. Theo dự kiến thì bức tranh này sẽ được triển lãm tại Thụy Sĩ cho đến tháng 6 sắp tới. Bảo tàng Foundation Valier hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc giao dịch nói trên. Tuy nhiên, theo nhà phụ trách bảo tàng Raphael Bouvier cho biết, mức giá kỷ lục của bức tranh đã góp phần tạo ra sự ảnh hưởng cho cuộc triển lãm. Bức tranh nói trên đã từng thuộc về gia đình Stahelin của Thụy Sĩ trong gần 100 năm. Tuy nhiên, họ đã cho bảo tàng Basel Kunstmuseum mượn nó trong suốt nhiều thập kỷ qua. Bức tranh nói trên sẽ được triển lãm tại Madrid và Washington trước khi được đưa về ngôi nhà chính thức của nó vào cuối năm nay.